Chào anh chị và các bạn, chào mừng quay lại với chương trình của Thắng ơi. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Thắng sẽ dành thời gian trao đổi với anh chị và các bạn nhiều hơn về lãi suất kép. Có một câu nói như thế này: người giàu thì lãi kép tiền bạc, còn người nghèo thì lãi kép khó khăn. Nói tới đây thì có lẽ là nhiều anh chị và các bạn đang ngồi trước màn hình chưa thực sự giàu có sẽ có cảm nhận rằng là ông Thắng đang nói những chuyện tầm bậy. Thưa với anh chị và các bạn, thực sự là không có tầm bậy đâu. Ông bà ta cả trăm năm nay, cả nghìn năm nay đã có câu như thế này. Người ta, ông bà thường hay nói là cái khó thì thường bó cái khôn. Đôi khi biết cơ hội nhưng không có tiền thì cũng không làm gì được. Và đại bộ phận dân chúng thì đều phải chịu chấp nhận một cái quy luật thông thường của xã hội, đó là quy luật 80-20. Và thực tế thì ở Việt Nam, quy luật này được hiểu ở cái khía cạnh là 5-95. Tức là 5% số lượng những người trong xã hội thì sở hữu tới 95% tài sản của xã hội. Còn lại thì 95% những người còn lại thì chỉ sở hữu có 5% tài sản của xã hội thôi. Để đi vào cái câu chuyện tại sao chúng tôi lại chia sẻ với anh chị và các bạn, lại nói với anh chị và các bạn về lãi kép. Và lãi kép là gì? Cũng như người giàu thì thường có khuynh hướng là lãi kép tiền bạc như thế nào? Thì cái điểm đầu tiên chúng ta phải hiểu được rằng là lãi kép thì theo cái nguyên lý về lãi suất á, thì chúng ta thường hay chỉ nghĩ tới là lãi đơn. Tức là ví dụ chúng ta gửi ngân hàng 100 triệu thì mỗi năm với lãi suất 10% thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thêm 10 triệu đồng nữa. Tuy vậy thì chúng ta tính nhanh. Thường thì thông thường chúng ta có cái tư duy tính khá là nhanh, tức là vậy sau 10 năm thì chúng ta có thêm 80 triệu. Tức là 100 triệu ban đầu, sau 10 năm thì chúng ta sẽ có 180 triệu. Nhưng trên thực tế thì nó không phải là như vậy. Nếu như đã là dân tài chính, đã là những người tham gia lĩnh vực tài chính thì người ta không tính toán cái câu chuyện 100 triệu đó sẽ thành bao nhiêu tiền sau 10 năm bằng việc lãi đơn, mà người ta sẽ tính bằng lãi kép. Lãi kép là như thế nào? Tức là lãi mẹ sẽ đẻ lãi con. Sau khi chúng ta có 8 triệu ở năm thứ nhất thì cái 8 triệu đó sẽ tiếp tục được hoàn gốc và tiếp tục tính lãi. Như vậy thì sau 10 năm thì chúng ta sẽ có một cái con số nó sẽ khác. Và nó nhiều hơn rất là nhiều so với lại cái con số lãi đơn. Và cái con số chính xác thì hiện nay trên Internet có rất nhiều những công cụ tính toán cho anh chị em và các bạn. Con số rất là dễ tính ngay lập tức luôn. Thì tôi có một cái tiện ích mà anh chị và các bạn hoàn toàn có thể vào để tính ngay. Đó là trên cái trang tienxnho.com, phần tính lãi kép. Thì anh chị nhập vào cái số tiền ban đầu là 100 triệu, lãi suất hàng năm là 10%, số năm là 10 năm và số lần ghép lãi, tức là 1 năm sẽ ghép lãi 1 lần. Thì chúng ta tính nhanh ra được rằng là sau 10 năm với lãi kép thì số tiền 100 triệu ban đầu sẽ thành là 259.370.000 đồng. Tương đương với việc là sau 10 năm thì chúng ta có thêm 159.370.000 đồng. Thay vì nếu tính lãi đơn thì chúng ta chỉ được có 80 triệu thôi. Tức là lãi đơn, tức là chúng ta chỉ tính 10% hàng năm thôi. Và trong cái khuynh hướng thông thường của người giàu thì thường là người ta rất giỏi về câu chuyện tính toán về tài chính. Do đó thì họ sẽ tìm kiếm những cái giải pháp để đầu tư cũng như là tìm cách để tiền, đẻ ra tiền. Và có một cái câu nói rất là nổi tiếng chúng tôi được nghe, đó chính là tiền thì không bao giờ ngủ. Tiền bạc không bao giờ ngủ. Tức là ngay cả trong lúc chúng ta đang ngủ thì tiền bạc nó vẫn đẻ lãi cho chúng ta và tính theo từng ngày. Ở ngân hàng thì nếu như anh chị và các bạn gửi lãi suất ngắn hạn thì nó sẽ tính lãi theo ngày. Còn nếu anh chị và các bạn lại gửi lãi suất dài hạn và càng dài hạn bao lâu thì lãi suất càng cao bấy nhiêu. Và trong cái đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư các lĩnh vực đầu tư khác trên thị trường thì người giàu thông thường sẽ tìm kiếm những cái kênh đầu tư hiệu quả nhất và họ thường xuyên chuyển dịch từ kênh đầu tư này sang kênh đầu tư khác. Tôi lấy ví dụ như là nếu kênh đầu tư chứng khoán đến một giai đoạn mà đã tăng nóng thì họ hoàn toàn có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư như bất động sản hoặc là đầu tư vàng. Và họ tính toán kỹ lưỡng cái câu chuyện là lãi suất 10%, 15% hay là bao nhiêu phần trăm đó thì nó rất là khác nhau. Lấy ví dụ với cái câu chuyện là cũng với 100 triệu nhưng lãi suất của một năm không phải là 10% nữa mà nó là 12% thì nó sẽ như thế nào?
Thì nếu như là 12% cùng với lãi kép thì chúng ta sẽ tính ngay ra được rằng là số tiền của chúng ta nhận được sau 10 năm sẽ là 310 triệu. Tức là nhiều hơn số tiền mà nếu lãi chỉ có 10%, chỉ có là 259 triệu. Vậy là nó nhiều hơn tới 50 triệu. Với cái lãi suất chỉ cần tăng thêm mỗi năm là 2% thôi. Vậy nếu như mà cái số lãi mà chúng ta nhận được định kỳ hàng năm là 15% thay vì 10%, thì số tiền sau 10 năm chúng ta nhận được sẽ là 404.56 triệu, là nhiều hơn so với lại mức lãi 10% lên tới 259, tức là 159 triệu mà chúng ta ở kia chúng ta được khoảng tầm 404 triệu, tức là chúng ta nhiều hơn gần như gấp đôi với cái lãi suất chỉ thay đổi khoảng là 5%. Vậy thì chúng ta sẽ bàn tới một cái câu chuyện là, vậy thì cái câu chuyện mà lãi này thì nếu được quan tâm một cách thích đáng thì theo thời gian càng dài hoặc lãi suất càng cao thì càng đem lại cho chúng ta một cái khoản lợi ích càng nhiều bấy nhiêu. Về thời gian thì chúng tôi sẽ thay đổi cái con số 10 cùng với cái tỷ lệ lãi suất là 10% và cái số năm thì chúng ta sẽ thay đổi. Thì với 10 năm thì chúng ta sẽ nhận được từ 100 triệu ban đầu với lãi suất 10% một năm và lãi mẹ để lãi con, tức là lãi kép. Sau 15 năm thì con số này nó sẽ như thế nào? Sau 10 năm thì con số từ 100 triệu sẽ thành 259.37 triệu, nhưng mà sau 15 năm thì con số này sẽ thành là 417.72 triệu. Tức là nó tăng thêm khoảng 317 triệu từ 100 triệu ban đầu. Thì cái thời gian thì theo một cái nhà vật lý nổi tiếng trên thế giới thì ông này cũng có nói như thế này. Theo thời gian thì tiền bạc sẽ đem lại cho anh chị và các bạn là một cái khoản tiền khổng lồ nếu sử dụng được cái lãi kép. Và lãi kép được coi là kỳ quan thứ 10 của loài người. Như vậy là khi người giàu mà họ hiểu được cái giá trị của lãi kép, cái khoản dòng tiền mà thu được sau hàng năm và số tiền sẽ đẻ ra rất nhanh sau càng nhiều năm, và số tiền mà lãi tức là lợi tức càng cao thì số tiền này tốc độ đẻ tiền càng lớn, thì họ sẽ dạy con hoặc là thực hành trong cái câu chuyện là bắt đầu tiết kiệm từ rất sớm để có những khoản tiền để đầu tư và tái đầu tư. Điều thứ hai nữa là khi họ hiểu được cái lãi kép như vậy thì họ thường có khuynh hướng là đa dạng các nguồn tài sản để tránh những cái rủi ro, và có thể hiểu được nhiều các cái nguồn tài sản khác nhau để hiểu được cái xu hướng của từng nguồn tài sản và điều chỉnh và dịch chuyển cái dòng tiền của họ từ cái nguồn tài sản này sang nguồn tài sản khác khi mà các nguồn tài sản khác nhau có cái sự biến động giá khác nhau. Nhờ đó mà họ gặt được những cái thành công nhất định trong cái câu chuyện là tối đa hóa cái lãi suất, cũng như là tối đa hóa và bắt cái đồng tiền của họ là làm việc trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Cái việc nữa là khi hiểu được cái lãi suất như vậy thì họ sử dụng các khoản vay nợ một cách rất là khôn ngoan. Người giàu thì chỉ sử dụng thẻ tín dụng mà để trả cho những cái khoản gọi là tiêu dùng hàng tháng, nhưng họ nhanh chóng thanh toán các khoản tín dụng này. Và đặc biệt thì khi mà họ hiểu được cái lãi suất kép nó có tác động như thế nào thì sử dụng các cái khoản tín dụng vay nợ càng lâu thì càng làm vim màng túi của những người sử dụng bấy nhiêu, nên càng dùng nhiều với lãi suất càng cao thì càng nhanh nghèo. Và thêm một điểm nữa đó là họ sẽ tìm ra những cái kênh mà nó sẽ tự động tiết kiệm và đầu tư. Lấy ví dụ như cách mà giản đơn nhất anh chị và các bạn vẫn dùng đó là gửi tiết kiệm. Tuy vậy thì gửi tiết kiệm là một trong những cái cách mà phòng ngừa rủi ro, dễ làm nhưng lại không đem lại cái hiệu quả cao nhất. Bởi lẽ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các đơn vị huy động vốn trên thị trường, họ cũng huy động vốn của anh chị và các bạn và sẽ tái đầu tư vào các cái kênh khác để thu gặt được những cái thành công nhiều hơn. Hoặc là cách đơn giản nhất, các tổ chức tín dụng, các nhà băng hay làm đó chính là huy động vốn của dân chúng, sau đó cho doanh nghiệp vay lại để tái đầu tư, để kinh doanh, để đầu tư bất động sản, để đầu tư các cái lĩnh vực khác có cái mức sinh lợi cao hơn. Thứ ba nữa là người giàu thì thông thường có cái khuynh hướng sẽ chủ động lên kế hoạch về tài chính cho tương lai. Tức là họ tìm cách để tiền đẻ ra tiền như chúng ta vừa nói, cộng với câu chuyện là nâng cao cái tiết kiệm, phòng ngừa cái rủi ro và để thời gian đẻ tiền thêm. Tức là có một cái câu nói mà chúng tôi khá là thích
của một cái tỷ phú đầu tư huyền thoại trên thị trường tài chính, đó là ông Warren Buffett. Thì ông này, ông có một cái câu nói như thế này. Cái câu nói của ông này, ông nói như thế này: bắt đầu muộn sẽ khiến bạn phải làm việc lâu hơn và cắt giảm mạnh hơn các cái khoản chi phí để đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống lúc tuổi già. Vậy thì chúng ta càng sớm hiểu được lãi suất kép, càng sớm tiết kiệm có những khoản tiền để đầu tư, thì chúng ta sẽ nhanh chóng thay được cái nguồn tài nguyên là sức lao động bằng cái nguồn tài nguyên là sức tiền. Chúng ta càng sớm thay sức người bằng sức tiền, bao lâu, thời gian càng dài thì chúng ta càng sớm tự do tài chính và có được những cái nguồn thu nhập cho tương lai bấy nhiêu. Quay lại với cái câu chuyện là người giàu thì họ làm như vậy. Người giàu thì họ lãi kép, lãi suất kép, hoặc là lãi mẹ để lãi con tiền bạc. Còn người nghèo thì lại là lãi gì ạ? Người nghèo thì lại lãi kép khó khăn. Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta có khuynh hướng rằng là khi chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ phải bán sức lao động. Và chúng ta càng bán nhiều sức lao động thì chúng ta càng thu được nhiều tiền. Chúng ta cảm thấy thỏa mãn với câu chuyện đó. Chúng ta càng tăng ca nhiều, chúng ta càng vào nhà máy phân xưởng nhiều, chúng ta càng lao động nhiều. Không phải thời gian lao động là 8 tiếng mà là 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí là chúng ta lao động lên tới 15 tiếng một ngày. Chúng ta sẽ thu được, gặt hái được tiền bạc. Nhưng thực tế cái tiền bạc này đó là do chúng ta bán sức lao động mà có. Tuy vậy thì sức lao động nó sẽ không phải là cái nguồn tài nguyên vô hạn, nó là nguồn tài nguyên hữu hạn. Đến một mức độ nào đó chúng ta già đi, chúng ta yếu xuống thì chúng ta không thể lao động suốt ngày, suốt đêm được. Và do đó thì cái câu chuyện mà chúng ta chỉ cắm mặt vào lao động chăm chỉ, lao động cần cù, thấy rằng là chúng ta thu hái được cái thành công và thành quả rất là nhiều. Nhưng cái sức lao động của chúng ta bị hao mòn do chúng ta lao động quá sức, hoặc là chúng ta lao động mà không có cái sự cân đối cũng như là cân nhắc tới cái câu chuyện suy giảm về sức khỏe. Do đó thì số tiền chúng ta kiếm được chúng ta lại phải bù đắp ngược bằng việc có thể chúng ta phải ăn nhiều hơn, chúng ta phải chi trả cho y tế và giáo dục, y tế và lương thực thực phẩm nhiều hơn. Cái kết cuối cùng thì rõ ràng nó sẽ gặp một cái tình trạng, đó chính là chúng ta không còn có thời gian để nghỉ ngơi, cũng như không có thời gian để suy nghĩ về cái cách làm thế nào để cái đồng tiền của chúng ta kiếm được, cái phần tiết kiệm của chúng ta có thể đẻ thêm được tiền. Thì do đó thì người nghèo hay có cái khuynh hướng làm như vậy, nên chúng tôi mới nói là họ sẽ lãi kép khó khăn, lãi kép khó khăn. Tức là họ càng ngày càng khó khăn hơn. Và trong cái khuynh hướng chung của kinh tế cũng như xã hội thì cả về nền giáo dục cũng như những cái về tác động về hành vi và tư duy của những người giàu thì thông thường họ sẽ tìm cách gọi là làm thế nào đó để mà giáo dục những người còn lại trong xã hội. 95% những người còn lại trong xã hội làm theo và cố gắng theo những gì họ muốn. Và càng làm theo những cái gì mà người giàu giáo dục thì chúng ta lại càng nghèo, lại càng khó khăn. Và điểm đặc biệt quan trọng nhất nữa đó là cách mà giới tài chính trên toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng thường hay có khuynh hướng đẩy những người gọi là thu nhập thấp vào cái câu chuyện đó là vay nợ. Do là thiếu hiểu biết, phần lớn là thiếu hiểu biết về cái câu chuyện lãi kép. Do đó thì thường được chào mời với những cái khoản vay nợ nhiều hơn cái khả năng chi trả. Và thông thường, ví dụ như để có thể có một căn nhà để ở, ví dụ như có một cái khoản, có một cái xe, có một cái tài sản để sở hữu và sử dụng, thì chúng ta thường được chào mời với cái câu chuyện đó là chỉ cần một đồng thôi, ngân hàng sẽ hỗ trợ hết và chúng ta sẽ được vay để sử dụng. Ví dụ mua xe máy, tín dụng tiêu dùng, rồi tín dụng mua xe, tín dụng mua các cái đồ trang thiết bị trong gia đình. Và đặc biệt nữa thì khi mà mua những cái khoản tài sản lớn hơn, ví dụ như là nhà cửa, ví dụ như đất đai, hay ví dụ như là những cái tài sản lớn trong gia đình, thì cũng đều được chào mời với cái câu chuyện vay tín dụng. Phần lớn thì sẽ không nhận ra là một cái câu chuyện đó là dùng tiền vay nó là con dao hai lưỡi. Tại sao lại như vậy? Tại vì tôi lấy ví dụ như là anh chị và các bạn được chào mời mua một cái căn hộ chung cư với cái giá rẻ thôi, 1 tỷ đồng. Anh chị có 300 triệu thôi và sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay khoảng 700 triệu đồng. Đúng không anh chị và các bạn?
Vậy 700 triệu đồng này thì định kỳ hàng tháng với cái lãi suất sau cái khoảng thời gian ưu đãi ban đầu thì anh chị và các bạn sẽ nhận được cái lãi suất đâu đó từ khoảng 10 tới 12%. Tôi lấy con số 12% để cho chúng ta dễ tính toán, tức là mỗi tháng chúng ta sẽ phải chịu cái lãi suất 1%. Vậy chúng ta vay 700 triệu đồng, mỗi tháng chúng ta sẽ phải đóng 7 triệu đồng. 7 triệu đồng. Và anh chị sẽ nhân lên với cái câu chuyện lãi đơn thôi thì mỗi năm anh chị phải đóng đâu đó khoảng tầm 84 triệu lãi, tiền lãi cho cái 700 triệu. Nhiều người sẽ tính cái lãi đơn và sẽ thấy rằng là cái khoản này nó nằm trong khả năng chi trả. Tôi lấy ví dụ như anh chị có thu nhập là 10 triệu, hai vợ chồng là 20 triệu chi tiêu đi thì vẫn còn dư ra đủ để tiền đóng lãi. Thì vậy nếu tính lãi kép, anh chị hãy tưởng tượng rằng là chúng ta hãy tính lãi kép, tức là mỗi năm tôi đã nói mỗi năm anh chị và các bạn đóng 84 triệu cho 700 triệu. Tất nhiên cái khoản gốc thì anh chị và các bạn cũng phải trích ra khoảng 3 triệu để đóng gốc, để cho gốc trừ lùi. Nhưng giả định là anh chị và các bạn để dễ tính toán là chúng ta chưa trả gốc, tức là chúng ta không bị ngân hàng áp lực cho trả gốc mà chúng ta cứ để như vậy để trả lãi thôi, thì hoàn vào cái chuyện mà anh chị và các bạn, tức là mỗi năm tính lãi một lần thì anh chị và các bạn trả 84 triệu. Nhưng ôi thôi, ở đây ngân hàng nó không cho anh chị và các bạn hoàn gốc mỗi năm một lần. Nếu mỗi năm một lần và tính với cái tỷ lệ lãi suất 12% giống lãi kép thì chúng ta để thấy sau 20 năm chúng ta vay 700 triệu, số tiền nó lớn cỡ nào. Tôi tính cho các anh chị và các bạn thấy luôn. Tôi lấy ví dụ như chúng ta vay 700 triệu với cái lãi suất là 12% một năm và số năm là 20 năm. Mỗi năm hoàn vốn một lần, tức là mỗi năm chúng ta đóng lãi một lần. Chúng ta đóng lãi thì đồng nghĩa với ngân hàng nó thu của chúng ta, tức là tôi tính trên cái vai trò ngân hàng nó thu về cho chúng ta bao nhiêu tiền, là mỗi năm chúng ta hoàn vốn một lần. Vậy thì số tiền chúng ta phải đóng là 700 triệu. 700 triệu. Sorry, 700 ban đầu lãi 12%, số năm 20 năm. Với số tiền ban đầu 700 triệu, số tiền của chúng ta phải đóng, tức là phải đóng với cái chuyện là không trả gốc là 6 tỷ 752 triệu anh chị và các bạn. Nghe tới đây thì nhiều người sốt vó ngay lập tức. Đó là con số thực tế, đây là chương trình tính bằng lãi kép luôn anh chị và các bạn. Với 700 triệu tiền vay thôi, lãi suất mỗi năm 12%, giả định ngân hàng không bắt trả gốc, tức là chúng ta để dễ tính toán thôi, bởi vì trả gốc thì chúng ta sẽ phải trừ lùi đi thôi. Nhưng giả định là chúng ta không phải trả gốc thì cứ mỗi năm là hoàn gốc hoàn với tiền lãi một lần. Sau 20 năm thì chúng ta phải trả tới gần 7 tỷ anh chị và các bạn. Và ở đây thì chúng ta mỗi năm ghép lãi một lần thôi. Tôi thay cho anh chị và các bạn là chúng ta sẽ ghép lãi 12 lần một năm thì nó sẽ khác rất là nhiều nữa. Anh chị và các bạn thử tính bằng cái chương trình là tiệnixnhỏ.com đi, sẽ thấy được cái câu chuyện này. Và vì cái câu chuyện này, vì những cái câu chuyện mà chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay là sử dụng tiền vay để mà chi tiêu thì rõ ràng là những người không có tiền thì đúng như ông bà ta nói là cái khó nó bó cái khôn. Không có tiền thì phải đi vay, mà phải đi vay tức là phải đi cày để nuôi thằng khác. Và đặc biệt ở đây là anh chị vay thằng nào thì nuôi thằng đấy. Và vay càng nhiều, thời gian càng lâu thì mặc nhiên anh chị và các bạn phải nuôi những cái tổ chức, các cái đơn vị họ có tiền, họ sử dụng sức tiền để làm giàu. Còn anh chị và các bạn thì lại kép cái khó khăn của mình lên. Hy vọng rằng là những chia sẻ của chúng tôi về lãi kép, về những vấn đề mà hiện nay chúng ta đang gặp phải, chúng ta đang sử dụng những cái việc vay mượn để chi tiêu, tiêu xài. Chúng ta, những người nghèo, chủ yếu là những người không có tiền, thường hay sử dụng cái giải pháp vay mượn để mua những cái sản phẩm được gọi là tiêu sản, chứ không mua tài sản. Và trong video tiếp theo của thứ 6 tuần sau vào lúc 19:30, chúng tôi sẽ nói rõ hơn với quý anh chị và các bạn đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, để quý anh chị và các bạn phân biệt rằng người giàu thì thường mua tài sản, người nghèo thì hay mua tiêu sản. Và phương pháp làm và cách làm thì mặc định là đóng tiền cho các tổ chức tín dụng cũng như là làm giàu cho các đơn vị trung gian. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Đừng quên, nếu thấy video này hữu ích, anh chị và các bạn hãy like, share cũng như là đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày nhanh hơn, và có thể anh chị và các bạn sẽ nhận được những cái món quà mà chúng tôi sẽ gửi tới cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại.